Xin chào quý vị các bạn. Mình là Hào, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Nhà đẹp, mỗi ngày một nhà đẹp của công ty kiến trúc Tân Á. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một ngôi nhà cấp 4 ở thị trấn Anh Sơn mà chủ nhân là anh Lâm. Và trước khi đến với nhà anh Lâm thì chúng ta qua kênh YouTube một tí, là chỉ cần đánh nhà đẹp Tân Á, ấn nút tìm kiếm thì sẽ ra kênh nhà đẹp Tân Á của chúng tôi. Kênh nhà đẹp Tân Á bao gồm các cái video chia sẻ về các ngôi nhà, nhà cấp 4, nhà mặt phố, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà tân cổ điển, nhà hiện đại, vân vân. Và kèm theo là chia sẻ các cái kinh nghiệm thi công các cái hạng mục trong một ngôi nhà, để từ đó các mọi người có một chút kinh nghiệm và thêm hiểu biết về trong cái quá trình chọn nhà cũng như xây nhà. Và bây giờ tôi quay lại với ngôi nhà của anh Lâm ở Anh Sơn. Đến với công ty thì anh Lâm cũng chia sẻ là với cái số tiền cũng không quá lớn, và với cái miếng đất anh có thì chúng tôi thiết kế cho một ngôi nhà nó vừa độc vừa lạ, nó khác biệt với các cái ngôi nhà xung quanh, mà cũng nổi bật so với những cái nhà khác và mang cái dấu ấn dáng dấp của tính cách con người anh. Thì đáp ứng lại cái yêu cầu đó, sau một thời gian trao đổi về công năng, cái hình khối bên ngoài cũng như công năng bên trong, thì chúng tôi cho ra đời một mẫu thiết kế mà mọi người trong gia đình anh Lâm rất ưng ý. Ngôi nhà nổi bật với cái 2 màu chính, đó là màu trắng của các mảng tường và màu đỏ của các cái của mái ngói. Từ sân lên thềm, chúng tôi bố trí 3 bậc để phù hợp với cái bề ngang của ngôi nhà là không quá lớn. Mặt bậc màu ốp đá màu đen và cổ bậc màu trắng. Và bước lên sảnh là cửa chính với bề rộng, bề chiều cao và bề rộng lớn được làm bằng gỗ kính, chất liệu là lim Nam Phi để ngôi nhà có thể nhìn sang trọng hơn và phòng khách sáng sủa hơn. Xung quanh ngôi nhà thì hệ cửa sổ được làm bằng nhôm kính màu gri để nổi bật trên cái nền tường màu trắng của ngôi nhà. Với cái hệ lam bê tông ở đây thì về cái thẩm mỹ đẹp mắt, chúng ta còn có thể trồng cây hoa ở cái hệ lam này, và bên dưới có thể đặt bàn ghế để uống nước. Là đây là nơi để gia đình ngồi uống nước và thưởng thức cái không khí ngoài trời. Thì mộng ở đây thì chúng tôi được cho ốp đá màu đen. Và cổ mái được ốp gạch thẻ viền theo tự dọc theo ngôi nhà.
nổi bật lên ở của ngôi nhà là cái hè mái nhiều chóp, nhiều lớp, gồm có 3 lớp. Đấy. Và nhận nhã đến cái hè mái này là cái chuồng cú, chuồng cú và cái ống khói tô điểm cho cái mái ngói nó đẹp mắt. Và ta vào bên trong ngôi nhà. Bên trong ngôi nhà thì bề rộng ngôi nhà là 7 mét, bề dài của nó là 21 mét rưỡi. Bước vào phòng khách, phòng khách rộng là 23,2 mét vuông và bếp ban là 26,3 mét vuông. Giữa cái phòng khách và phòng ăn là có đặt một cái hè lam gỗ. Hè lam gỗ này là tạo sự thông thoáng giữa cái phòng khách và phòng bếp và nó tạo cái thẩm mỹ đẹp mắt khi ta ngồi ở phòng khách hay nhìn vào. Ở đây chúng tôi bố trí 3 phòng ngủ, 2 phòng rộng 15 mét vuông và 1 phòng rộng hơn là 17,4 mét vuông. Phòng rộng này dành cho vợ chồng anh Lâm và phòng này có nhà vệ sinh riêng. Đấy. Còn đây là nhà vệ sinh chung cho toàn bộ ngôi nhà. Với cái ngôi nhà mà chiều rộng không lớn và chiều dài thì là khá là dài thì cách bố trí như thế này rất hợp lý. Rất hợp lý. Các cái cửa sổ được bố trí đều đặn ở các cái phòng ngủ để lấy sáng, lấy gió. Và thậm chí các cái nhà vệ sinh cũng có các cửa sổ nhỏ để phục vụ cho thông thoáng. Đấy. Còn vị trí bàn thờ được đặt ở nó chỗ ở phía bên phải ngôi nhà là vị trí thoáng nhất và bàn thờ đặt theo hướng của tuổi anh Lâm. Từ lúc bản thiết kế ra đời thì và khi trong quá trình thi công thì chúng tôi luôn sát cánh cùng anh Lâm từ lúc mà làm móng nhà anh Lâm. Đây là làm móng nhà anh Lâm thì chúng tôi cùng lên kiểm tra cột pha, kiểm tra thép và kiểm tra định vị tiêm trục. Và đến lúc anh Lâm đổ sàn tầng 2, tức là sàn mái tầng 1, sàn mái đấy. Đấy, chúng tôi cùng lên kiểm tra về cột pha, cột thép, thêm các thờ có bố trí đúng như bản vẽ. Đấy. Và quay trở lại với nhà anh Lâm. Nhìn bên ngoài vào thì ngôi nhà bố trí một hình khối rất hài hòa và sắc nét. Các cái màu sắc của tường, màu sắc của mái ngói được bố trí nó thật hài hòa với nhau,
kinh tế. Đấy. Nhìn lại một lần nữa ngôi nhà từ mặt bên đến mặt chính giữa. Vừa rồi là tôi trình bày nhà anh Lâm ở thị trấn Anh Sơn, một ngôi nhà cấp 4. Phụ thuộc với nó hợp với những ai có kịp tiền dự kiến trong vòng tiền đầu tư trong tầm 800 triệu cộng với mảnh đất cũng vừa phải và mảnh đất dài thì bố trí ngôi nhà như thế này. Nó sau khi ra ngoài thực tế nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Hy vọng video này sẽ bổ ích đến quý vị và quý vị nhớ vào nhà đẹp Tân Á đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ cái ngôi nhà nào cả. Chào quý vị và các bạn. Hẹn.